Ngọc Thơ kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Hoàng Văn Hưng không đấu nổi độ lưu manh của Tô. Lực lượng công an là lực lượng được đảng ưu tiên cho mọi điều kiện để trị cho dân sợ, cho nên bề ngoài đảng luôn cho hệ thống tuyên giáo rống lên rằng nhà nước ta là nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, luôn tôn trọng luật pháp, công an trọng chứng hơn trọng cung. Tuy nhiên thực tế thì đảng vẫn luôn bật đèn xanh cho công an làm ngược lại những điều mà họ tuyên truyền. Ở phiên sơ thẩm, Hoàng Văn Hưng bị tòa án sơ thẩm phủ đầu bằng án chung thân. Ở Việt Nam, nghi can không có quyền im lặng và không có quyền có luật sư ngay từ đầu. Khi mới bắt người thì công an tranh thủ dở thủ đoạn để bị can sơ hở và khai thác. Thậm chí họ còn có thể đánh phủ đầu để bị can hoảng sợ nói bừa, làm lợi cho phía điều tra. Còn về phần luật sư bào chữa thì khi nào công an cấp quyền luật sư mới được tiếp xúc với nghi can? Trong thời gian không có luật sư, công an dùng biện pháp nghiệp vụ để ép cung, nhục hình, mua chuộc, dụ dỗ và đe dọa để có được lời khai như ý, sau đó mới cho phép luật sư tiếp xúc. Đó là đặc quyền mà đảng dành cho công an. Mục đích là cho phép điều tra viên làm án theo chỉ đạo. Có lẽ Hoàng Văn Hưng, cựu trưởng phòng 5 Cục An ninh Điều tra Bộ Công an, hiểu hơn ai hết về trò làm án này của công an. Thế nhưng Hoàng Văn Hưng cũng bất lực với những chiêu trò này. Ở phiên tòa sơ thẩm, Hoàng Văn Hưng tuyên bố rất mạnh mẽ, vì vậy án dành cho Hưng rất nặng, bị tuyên án chung thân. Trong khi đó, hầu hết các nhân vật dính tội nặng hơn đều được giảm án. Hoàng Văn Hưng bị dần cho nhừ. Việc tòa án tuyên chung thân cho Hoàng Văn Hưng là để dằn mặt cho Hưng biết rằng án trong tay tao. Tòa án cùng với viện kiểm sát và công an cùng nhau tấn công Hoàng Văn Hưng. Có lẽ Hoàng Văn Hưng hiểu hơn ai hết về loại án bỏ túi mà tòa án chế độ này vẫn áp dụng. Với Hoàng Văn Hưng, tòa muốn kết bao nhiêu thì tùy. Nhà cầm quyền dùng tòa án, viện kiểm sát và công an ép mọi đối tượng phải cúi đầu xin khai để được hưởng khoan hồng. Năm 2020, Hoàng Văn Hưng từng được nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. Thông tin cho biết Hoàng Văn Hưng ăn tiền chạy án chung cùng với các sếp. Tuy nhiên, khi cần một con dê để tế thần thì Hoàng Văn Hưng bị chọn, mặc dù trước đó chính các sếp đã đề cử Hoàng Văn Hưng để Thủ tướng khen thưởng. Không thể nói Bộ trưởng Bộ Công an trong sạch. Trong sạch thì tiền đâu mà ăn thịt bò giác vàng một bữa trị giá bằng 3 tháng lương của ông. Trong sạch thì tiền đâu cho con gái đi du học Anh Quốc. Đó là chưa nói đến người con trai tên Tô Long của ông Bộ trưởng đã làm rất nhiều điều tai tiếng. Tuy nhiên, Tô Lâm là ông trùm trong ngành nên sẽ không có luật pháp nào sờ vào ông ta. Còn Tô Long là hoàng tử ngành nên không thể là dê tế thần. Chỉ có những người thân cô thế cô như Hoàng Văn Hưng mới bị xem là dê tế thần. Ngành công an phân tầng rất rõ. Những người có lý lịch không mạnh thì trước sau gì cũng làm dê tế thần. Dù rằng đương chức thì họ luôn cố gắng sống theo phương châm còn đảng còn mình. Nhưng thực tế, đảng vẫn còn mà mình thì đã bị đảng thịt. Những người công an mà gốc gác không vững thì đừng hy vọng gì về sự thượng tôn pháp luật của các đồng chí mình. Ông Tô Lâm nắm cả bộ máy công an, ông sẽ bóp nát những ai bị cho là ngoan cố. Đảng đã trao cho ngành công an đầy đủ công cụ để họ phát huy hết những trò lưu manh của họ. Khi công an thịt chính đồng chí của mình để tế thần thì không có ngoại lệ. Sẽ không có sự thượng tôn pháp luật nào mà chỉ có áp đặt và buộc phải chấp nhận. Hoàng Văn Hưng không có quyền ngã giá, dù có nắm trong tay bằng chứng lợi hại đi chăng nữa. Hưng hiểu về cái lưu manh của công an nhưng không thể chống lại được, chỉ có chấp nhận sự áp đặt và van xin được giảm án. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ Thời báo.d với bản tin Hoàng Văn Hưng không đấu nổi độ lưu manh của Tô. Tiền tham nhũng trong đảng vô cùng lớn, rửa bằng cách nào? Lương của ông Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm khoảng 800 USD một tháng. Tuy nhiên, ông dám ăn một bữa thịt bò giác vàng tại London, Anh Quốc với giá bằng khoảng 3 tháng lương của ông. Đó là dấu hiệu của việc tiêu tiền bẩn của quan chức. Chắc chắn bữa ăn đó không được chi trả bằng tiền lương của ông, bởi không ai dám ăn một bữa ăn bằng 3 tháng lương khi trong túi không có nhiều tiền. Hình ảnh căn biệt thự của Chu Ngọc Anh ở khu đô thị cao cấp Vinhomes Gardenia giá hiện tại khoảng 80 đến 100 tỷ đồng. Ngoài ra, ông Tô Lâm còn cho con gái ông Tô Hà Linh đi du học ở Anh với chi phí khoảng 100.000 bảng Anh mỗi năm.
thì tiền đó cũng không thể là từ đồng tiền sạch, nghĩa là tiền lương và các khoản thu nhập công khai khác. Mà không riêng gì con ông Tô Lâm, con gái của ông Vương Đình Huệ, cô Vương Hà My cũng du học Mỹ với chi phí đắt đỏ. Vậy ông Vương Đình Huệ cũng dùng tiền sạch được sao? Ông Nguyễn Xuân Phúc cũng cho quý tử là Nguyễn Xuân Hiếu đi du học Mỹ từ rất sớm, đó cũng là tiền bẩn. Hiện nay, trong bộ máy chính quyền, bên đảng cũng như bên nhà nước và cả doanh nghiệp nhà nước đều nằm trong tay những người tham nhũng quản lý. Quan to thì tham nhũng to, quan nhỏ thì tham nhũng nhỏ. Từ một tổ chức, tổ dân phố cũng có cách kiếm chác, cho đến thủ trưởng hay tổng bí thư cũng không ngoại lệ. Một khi trò kiếm tiền bẩn đã trở thành phổ biến, đồng thời lò của ông Trọng thì cũng đốt khá nhiều củi than, thì việc quan chức phải rửa tiền bẩn trước khi cho vào túi là điều bắt buộc phải làm. Khi một người quyền lực còn trong tay thì không ai dám khui ra sai phạm của họ, nhưng khi người đó đã hết quyền lực thì có khả năng sẽ bị khui ra các sai phạm. Khi đó quan chức sẽ phải ôm tiền chạy chọt cho các đồng chí đang điều tra mình, rất khổ sở. Vậy nên họ cần phải rửa tiền để được ăn ngon ngủ yên. Hình ảnh kiều hối tăng đột biến. Lâu nay chính sách của Đảng Cộng sản là chặn tối đa dòng ngoại tệ chuyển từ trong nước ra nước ngoài và mở hết công suất cho dòng ngoại tệ từ nước ngoài rót vào. Ví dụ người Việt muốn chuyển tiền ra nước ngoài dù chỉ là vài trăm đô la Mỹ, nhưng hệ thống chuyển tiền dưới sự kiểm soát của nhà nước gồm ngân hàng và các dịch vụ chuyển tiền như Western Union hay Moneygram đều đòi hỏi các thủ tục giấy tờ rất nhiều khê. Trong khi đó, ở các nước khác như tại Thái Lan, việc chuyển vài ngàn đô la ra nước ngoài là rất dễ dàng. Tuy nhiên, dù chặn dòng ngoại tệ chuyển ra nước ngoài bằng rào cản thủ tục, vẫn không thể nào ngăn được các quan chức Việt Nam chuyển ngoại tệ ra nước ngoài. Một người làm việc trong chính quyền cho chúng tôi biết, họ có cách chuyển tiền không thông qua các kênh chính thống. Có như vậy, tiền tham nhũng mới có thể chảy ra nước ngoài để tránh bị các đồng chí cướp lại nếu việc tham nhũng bị phơi ra ánh sáng. Mới đây, báo chí đưa tin năm 2023, thành phố Hồ Chí Minh thu hút vốn FDI khoảng 3,4 tỷ USD, lượng kiều hối chuyển về đạt gần 9 tỷ USD, tăng hơn 35% so với cùng kỳ năm 2022. Đây là lượng kiều hối tăng đột biến, hoàn toàn không bình thường. Nếu bình thường, lượng kiều hối chỉ tăng nhẹ. Suốt năm 2023, lượng kiều hối tăng đột biến, cùng với đó là nhiều vụ án tham nhũng lớn bị hốt, trong đó có nhiều quan chức dính chàm, phải chi rất nhiều tiền để được các đồng chí quan tòa giảm án. Do đó, những đồng tiền tham nhũng không chịu rửa hoặc không kịp rửa cũng là một rủi ro rất lớn. Hình ảnh tham nhũng tăng, nhu cầu rửa tiền cũng tăng. Có ý kiến cho biết lượng tiền tham nhũng hiện nay đang tranh nhau chảy ra nước ngoài, rồi chạy lòng vòng qua nhiều cửa để rửa cho sạch, sau đó lại nhập vào dòng tiền kiều hối để quay trở về Việt Nam. Như vậy, tiền tham nhũng ra khỏi Việt Nam bằng đường chui, rồi quay trở lại Việt Nam bằng con đường chính thống thông qua kiều hối. Chúng tôi chưa có điều kiện xâm nhập đường dây rửa tiền này để kiểm chứng, nhưng ý kiến này khá hợp lý. Hiện nay, tiền tham nhũng trong cán bộ đảng là rất lớn. Đó là điều có thật. Nhu cầu rửa tiền cho sạch để an tâm sử dụng cũng là thật. Vì vậy, khả năng rửa tiền thông qua kiều hối rất có thể là một sự thật còn đang ẩn giấu. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ thời báo chấm D với bản tin Tiền tham nhũng trong đảng vô cùng lớn, rửa bằng cách nào? Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này để nhiều người cùng biết, cũng như bấm nút đăng ký kênh YouTube và Facebook của thời báo chấm D để được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Ngọc Thơ, thời báo chấm D.